Dạ, mến chào tất cả quý cô chú và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Hôm nay tiếp tục ghé lại vườn của chị Huy, bonsai cây cảnh Huy Hoàng. Giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới của chị nữa, đặc biệt là có khá nhiều cây đẹp ha. Hôm nay con thấy có các dòng cây ăn trái, rồi một số cây hoa kiển, chẳng hạn như mai chiếu thủy, linh sam, đặc biệt có hạnh nha quý chú, để mình chơi Tết nè, kim quýt. Đó, nhiều cây đẹp cho mình lựa chọn. Thì mời quý chú gặp lại chị Huy ha. Em chào chị Huy ơi. Dạ, em chào anh. Em đánh chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây ạ. Là bonsai Huy Hoàng hôm nay có một số loại cây như là kim quýt, hạnh, rồi khế, rồi linh sam, mai chiếu thủy, có trà phúc kiến, có nguyệt quế ha. Để giao lưu cùng quý cô chú anh chị, số điện thoại để mình liên hệ với em là 0939081082. Em ở khu vực Thới Chinh, phường Phước Thới, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ đây, để em giới thiệu cây đầu liếp của ngày hôm nay cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Thì cây đầu liếp là một cây kim quýt. Cây này là cây kim quýt riêng, không có ghép gì hết nha cô chú anh chị. Đó, phơm tàn rất là ấm mịn luôn rồi. Cây già cây dữ lắm luôn, dáng đổ ha. Để em xay một vòng nữa đi, rồi em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị rõ ha. Đó, cái dạng tàn của cây kim quýt ha. Những cây kim quýt mà được nuôi như thế này đây là lâu lắm rồi đó cô chú anh chị. Dạ, một cây kim quýt đổ của chú ơi, cây quýt thì nhiều lắm nhưng mà dáng đổ thì ít có thấy lắm. Rồi, để em đo thông số cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Cây này một cây đổ rất đẹp luôn. Dạ đây, cây kim quýt có chiều cao lên đây là 42 ạ. Dạ. Tán ngang nha cô chú anh chị. Dạ, tán ngang là được 69. Rồi em sẽ tiến hành đo tổng cái tàn đổ cho cô chú anh chị ha. Từ ở đây mà đổ xuống dưới đây luôn. Dạ là được 119 ạ. Đây. Rồi. Rồi, cái tàn rất là dài luôn cô chú anh chị ơi, 119 nha. Quay nó cô chú anh chị tham khảo nha. Tàn ấm mịn già cây dữ lắm luôn, nguyên cái dàn xương ở dưới nè, chút cô chú anh chị sẽ nhìn rõ được cái dàn xương bên trong. Rồi em sẽ đo cái hoành thân cho mình ạ. Dạ thân cây là được 24 ạ. Dạ rồi, 24. Rồi, cây có cái củ đế luôn, kim quýt mà được thân to rồi có đế nha cô chú anh chị. Hoành đế được 57 luôn á cô chú anh chị. Dạ. Đó. Đây, rồi, thì cây nó có bị chấp da đây nè cô chú anh chị. Đó, mà kim quýt đó là thân gỗ cô chú anh chị, rất là cứng luôn. Cô chú anh chị yên tâm nha, không có mục vô trong nữa đâu, nó chỉ bị chấp da cái phần nữa thôi. Giữ vị trí này giúp em luôn. Đây, cây thân thì nó lắc lượng đổ ha cô chú, rất là đẹp luôn. Đó. Chi cành lớn hết rồi. Chi cành cái phần xương ở bên trong đó cô chú anh chị rất là lớn luôn ha. Thì mã này là mã 1Y ha. Cây kim quýt này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 6.800.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Chậu thì em xin được phép đút chậu bó bầu, cây nó thuần chậu rồi nên cô chú anh chị yên tâm ha. Đó, 6.800.000. Đây cái phần chấp da này nghe cô chú anh chị, cái này là chấp da lâu dữ lắm luôn nha cô chú anh chị. Nó lâu rồi bây giờ nó sành nó xăm cứng rồi cô chú anh chị yên tâm mà chơi ha. Thì kim quýt là thân nó gỗ này nó rất là cứng chắc chắn luôn. Rồi cái cốt cành của cây nè cô chú anh chị tham khảo cái dàn tàn ở đây là mình biết cây nó già, nuôi lâu năm lắm mới được một cây như thế này đây ha. Dạ. Đó, gốc to dữ lắm luôn. Rồi, 6.800.000 chị ha. Dạ, 6.800.000. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đó rồi, cô chú anh chị không rõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em có ở tiêu đề màn hình ha. Em sẽ cung cấp hình ảnh và quay chi tiết lại cho mình tham khảo nhiều hơn hết cô chú anh chị. Dạ đây. Rồi. Dạ rồi, em đổi cây ạ. Dạ tiếp theo là em lên mã 2Y. Mã 2Y em có một cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Cái này là lá trung hoa trùm. Cây dáng lắc rất là đẹp luôn, dáng trực ha, có lắc. Rồi thân to đế nở luôn, em xin được phép đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 76. Dạ. Yeah. Cái tán dài nha cô chú anh chị, tán dài em đo từ đây qua đây là được 80 ạ. Quành thân thân nguyệt quế mà nó dẫn nó sắn như thế này, đây là già cây lắm luôn ạ. Quành thân em đo ngay chỗ này được 35 đó cô chú anh chị. Rồi cái phần đế dưới đây lớn ha. Đó, phần đế là được 76 ạ. Dạ. Em đo như thế này đây nghe cô chú anh chị là được 76 nha. Đế đặc lắm cô chú anh chị ơi, đế đặc nè. Thân hồi nãy em đo ngay cái eo là 35 á. Nếu mà em đo sát ở dưới đây là nó sẽ lớn hơn ha, nó tầm khoảng 40 mấy luôn á. Đây, có chỗ này nè cô chú anh chị. Chỗ này là cái này giống như cái mặt cắt ha, mà nó giả nó già xăm cứng hết rồi, không có bị một lửa gì hết. Rồi cốt cành nè, cái tàn là ấm mịn nha. Cây nguyệt quế này dáng rất là đẹp cô chú anh chị ơi, già cây dữ lắm luôn ha. Mã này mã 2Y với cô chú anh chị. Cây nguyệt quế mã 2Y em xin phép giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2.200.000. Khi ship thì em cũng xin phép rút chậu bó bầu. Cây nhà em đều là thuần chậu hết nên cô chú anh chị yên tâm mà trồng ha. Dạ. Đó. Hay, nó có nụ hoa lai gai nè cô chú anh chị, mấy cây này Tết về nhà mình ha. Hoa nó màu trắng và nó rất là thơm luôn.
đó. Dạ. 2,2 triệu. Rồi đổi luôn chị ơi. Dạ rồi, em sang mã 3Y. 3Y thì em có một cây hạnh hết cô chú anh chị. Đây, ở đây gọi là cây hạnh ha. Có một số vùng miền gọi là cây quắc á cô chú anh chị. Đó, trái cái này là hàng Tết á, về cô chú anh chị yên tâm ha. Đây là em làm hàng Tết, là ngay Tết luôn, trái nó còn bự hơn. Và khi gần Tết thì nó sẽ chuyển sang màu vàng hết cô chú anh chị. Này, rồi em đo thông số à. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 72 ạ. Cái tán dài của cô chú anh chị, tán dài em đo qua đây là được 72 luôn. Đó, dán chật ha, tán chật, cái này là tàn dù của cô chú anh chị. Rồi cái hoành thang em đo ở dưới gốc đây là 24 ha. Cái gốc này là gốc hạnh luôn nghe cô chú anh chị. Hạnh này là hạnh cổ ha, kiển cổ. Rồi chứ cây riêng không có ghép gì hết. Nó đồng thời nó cũng còn đế ở đây nữa nè. Và khi ship á, thì như những cái hạnh này thì em sẽ ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Về nhà mình thì nữa cô chú anh chị sẽ sang chậu cho cây ha. Rồi bắt đầu mình chơi là được rồi ha. Rồi để em bảo vệ an toàn thì em sẽ ship cả chậu. Rồi cây hạnh mã này là mã 3Y với cô chú anh chị. Là em xin phép giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2,100,000. Đó, em ship toàn quốc. Lượng trái trên cây rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Em đã vô dây hoàn thiện cho mình rồi. Đó, khi ship thì em sẽ đóng một cái kiện bảo vệ cả cây cả chậu cho mình ha. Đó, đảm bảo an toàn cho cô chú anh chị về chơi Tết ha. Đó. Đài, cây trái nhiều lắm. Cái này là nó chưa có lớn nữa nghe cô chú anh chị. Rồi từ đây tới Tết thì còn khoảng 6 tuần nữa thì cây nó ngay Tết luôn. Rất là đẹp. Rồi dạ, em rồi. Xin được phép qua cây luôn ạ. Tiếp tục. Em sang cây số 4 đó cô chú anh chị. Số 4 em có một cây khế ha. Đây là khế găng nguyên thủy. Đài. Đó, cây dáng lắc rất là đẹp luôn. Cái đế nó đế nở luôn đó cô chú anh chị. Đài, bữa nay cây nó đang ra lọc non rất là nhiều luôn ha. Rồi em đo thông số cho mình ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 95. Cái tán dài em đo từ đây qua đây với cô chú anh chị là được 100 ạ. Tán dài được 100 ha. Em đo cái hoành thân ngay chỗ này. Hoành thân ở đây là được 33 cô chú anh chị. Rồi cái phần đế nở ra nè. Đế em đo sát ở trong đây thôi là được 78 ạ. Cốt cạnh cô chú anh chị tham khảo ha. Lớn hết rồi. Cái găng mà cốt như thế này đây là tụi em nuôi cũng lâu lắm đó cô chú anh chị. Đó, cái phần cốt ở đây em đo là được 12 cm ha. Rồi dưới dây kẽm thì em trừ hao cho cô chú anh chị luôn toàn là 11 cm ha. Đó, chứ cái phần dây kẽm này là nó dính vô trong đó rồi nó cũng không có bị ảnh hưởng với cái thông số nhiều luôn. Đó, cô chú anh chị tham khảo ha. Đây là những cái mặt cắt tụi em đã xử lý cho mình luôn rồi. Đó, bữa nay nó đang ra lọc non rất là đẹp ha. Thì mã này là mã 4Y với cô chú anh chị. Cây khế găng như thế này đây em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 3,400,000. 3,400,000 em ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Chậu này em sẽ ship luôn cho cô chú anh chị ha. Mà cái chậu này là nó bị nứt rồi. Nó nứt rồi nên em cố gắng em ship luôn cho cô chú anh chị. Về cô chú anh chị sang chậu mới giúp em nghe cô chú anh chị. Đó. 3,4 triệu ship toàn quốc. Khi ship thì em sẽ ship cả chậu cho mình. Một cây khế găng già dáng lắc nha. Đế nở là thân to. Và nó sắn sắn giống như nguyệt quế rồi đó cô chú anh chị. Đó, nó có những cái đường sắn trên thân á. À, em sang dòng nó đi rồi em qua cây cho cô chú anh chị tiếp tục qua những cây mới hơn nữa ha. À, rồi em sẽ sang cây luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Đó. Rồi thì mã tiếp theo của em hết cô chú anh chị. Đó là mã 5Y. 5Y thì em có một cây tùng. Thì đây là tùng vạn niên. Cây này là cây riêng nguyên thủy. Không có ghép gì hết ha. Cô chú anh chị không thích chơi vạn niên thì mình có thể ghép kim cương nè, ghép Đài Loan vô. Đó, cây liền lạc không có một lũa. Cây có chiều cao lên đây là được 75 đó cô chú anh chị. Còn cái tán dài của cây ha. Tán dài em đo qua đây, từ đây qua đây là được 100. Đó, cây này là dáng chật. Đó, dáng chật đặc biệt là tùng nó hay lũa mà cây này là nó không có lũa luôn cô chú anh chị. Rồi, hoành thang em đo ngay chỗ này là được 27. Rồi, em sẽ đo cái phần đế của cây. Đế em đo tới đây là được 80 nha cô chú anh chị. Đó, cái thằng đo ngay trên đây là được 27. Đo xích ở dưới đây thì nó sẽ lớn hơn nhiều nữa ha. Đế nó nở chạc ra luôn. Dán trực liền lạc không có bị lũa một chỗ nào chóc da gì hết. Cốt cạnh thì lớn luôn. Tùng vạn niên ha. Về mình ghép vô nghe cô chú anh chị. Không thích chơi này mình ghép Đài Loan nè. Ghép kim cương ha. Thì mã này là mã 5Y với cô chú anh chị. Cây tùng này em giao lưu với mình với giá 2,700,000. 2,700,000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu. Cây nó thuần chậu rồi. Nó khỏe mạnh nha cô chú anh chị, đang ra lọc nè. Đó, lọc rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Cây thần chậu, lọc non đang ra rất là nhiều ha. Dạ, 2,7 triệu thôi chị ha. Dạ. Cây này to ha cô chú. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, em đổi cây luôn á cô chú anh chị. Em sang mã 6Y ha. 6Y em có một cây mai chiếu thủy á cô chú anh chị.
Đây, cây này là cây nu gò công, mai chiếu thủy nu gò công. Dáng này thì cũng là dáng nhìn giống như thú với cô chú anh chị, dáng thú ha. Em đo thông số trước đi. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Có tán dại cô chú anh chị là được 55 ha. Rồi, cái hoành em đo ngay chỗ này là được 35. Cây thân to, nở đê, nở củ, nở đế luôn là được 62. Cốt cành lớn luôn á cô chú anh chị. Thì cây này là nó, cái đọt ở trên đây nè, nó còn thiếu nhưng mà nó đang ra tược nè cô chú anh chị. Thì cái này nó dài ra khoảng tầm gang tay cái cô chú anh chị, bệnh thì sợi dây ngay chỗ này ha. Là cây nó đầy đủ tay cành hết trơn luôn rồi nè. Đó cô chú anh chị tham khảo ha, nó đang ra ha luôn. Khi nó ra ha thì nó ha nó màu trắng như thế này, ra là rất là thơm ha. Thì mã này là mã 6Y. Cái mai chiếu thủy này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.300.000. 1.300.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Chậu này em ship luôn cho mình ha. Đó. Rồi, ship luôn cả chậu 1.300.000. Một cây mai chiếu thủy nha cô chú anh chị. Đó, nu gò công. Mã này là mã 6Y, cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã giúp em ha. Đây. Dạ rồi, tiếp tục cây rất là rồi duyên. Em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã 7Y, cũng là một cây mai chiếu thủy nu gò công luôn. Thì bữa nay em được một cặp hai cây ha. Đó, rồi, để em đo thông số cái cây này tiếp luôn đi ạ. Rồi, cây có chiều cao lên đây là được 32 á cô chú anh chị. Rồi, cái tán dại cô chú anh chị là được 50. Chiều cao 32, tán dài 50. Dạ, cái hoành thân ở đây là được 26 nha cô chú anh chị. Rồi, cây nó nở đế nha. Phần đế ở đây là được 62. Cây cốt cành nè, cô chú anh chị tham khảo lớn hết trơn luôn ha. Liền lạc hết luôn. Đó, thì nó có một cái mặt cắt ở trên đây thôi. Rồi, cây này thì nó cũng bị thiếu cái ngọn ở trên đây nè cô chú anh chị. Đó thì mình nó chờ nó đâm cái mộc ngay chỗ này ha. Bắt đầu mình cũng điểm dây giúp em nha. Đang ra lọc non phát triển khỏe mạnh bình thường ha. Thì cái cây này nó thiếu cái ngọn ngay chỗ này nè. Nên thôi em bán nha, giá mềm cho cô chú anh chị về nuôi cái ngọn giúp em ha. Thì cái cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị với giá 1.100.000 thôi. 1.100.000. Em bao ship cho cô chú anh chị chậu này, em ship cả chậu luôn. Một cây mai chiếu thủy mà thân to mà liền lạc như thế này đây ha, mà cả chậu luôn. Cái chậu này là cũng hết 200.000 rồi tiền ship nữa cô chú anh chị. Yeah. Rồi 1.1 triệu thôi cô chú anh chị. Rồi 1.1 triệu thôi. Nó chỉ thiếu cái ngọn trên đây thôi, còn lại là nó đầy đủ tay cành hết luôn, cốt cành lớn hết rồi cô chú anh chị. Nguyên một bệt đặc luôn. Dạ. Rồi tiếp luôn chị. Dạ rồi, em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Thì em lên mã 8Y. 8Y em có khế nè cô chú anh chị. Khế chua em ghép với khế nhật ha. Thì mấy cây khế này là ngay Tết luôn á, tại bây giờ là hiện cô chú anh chị tham khảo nè, nó đang có nụ lai rai hết trơn rồi nè. Đó. Yeah. Rồi, mấy cái hàng này là em lựa ngay Tết để giao lưu với cô chú anh chị ha. Nó đang ra lập non, đồng thời nó đang có bông luôn rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 66. Dạ, có tán dài là được 59 đó cô chú anh chị. Cái hoành thân em đo ngay chỗ này là được 23 ha. Rồi, cái phần đế cô chú anh chị là được 55. Cây được sửa thân ngay từ nhỏ cô chú anh chị. Đường thân lắc lượng ha. Đây nè, sửa cái gọng như thế này. Này nè, khế mà hổm dài. Mấy cái dáng thú dáng đứng dáng chụp ha. Bữa nay thì dáng nó khác á cô chú anh chị. Rồi mắt ghép thì cũng lớn nha. Mã này mã 8Y á, cây khế này em giao lưu với mình với giá 950.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Những cây khế này là trái ngay Tết nha. Đó, nè cô chú anh chị tham khảo nha. Lượng hoa nó rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Khế nhật là cô chú anh chị yên tâm đi. Chỉ cần nó ra đọt thôi là nó sẽ có bông nè. Đó, yeah. Y luôn á cô chú anh chị. Rồi cái này thì em ship thì nó đỡ rụng hơn nhiều nè. Rồi em sẽ đổi cây ha. Em lên mã 9Y với cô chú anh chị. Mã 9Y thì cũng có một cây khế luôn. Bữa nay em được 3 cây khế. Cô chú anh chị mua hết 3 cây em bớt tiền cho mình nha. Mua một cặp thì em lúc nào cũng giảm giá cho cô chú anh chị là 100.000 ha. Cây có chiều cao lên đây là được 64 luôn. Rồi cái tán dài của cây ha là được 54 nè. Nó dáng này. Còn cái phần thân em đo ngay chỗ này là được 20 nè. Cái phần đế ở đây với cô chú anh chị là được 47. Những cây khế này á là dáng nó được sửa thân giống nhau ha. Thì chiều dài nó là tầm 20 á. Đó, cái thân nó sửa uốn lượn lên đây cũng được ghép bo khế nhật vô. Rồi cây nào cũng đang có bông có trái hết. Rồi cây khế mã 9Y ha. Cây này em giao lưu với mình 900 với cô chú anh chị. 900. Thì những cái chậu này là cái chậu nhựa, em sẽ ship luôn cho cô chú anh chị ha. Về cô chú anh chị sang chậu mới đi. Rồi mình sang chậu lớn hơn chút đi, mình nuôi cho cây nó có trái nhiều hơn nha cô chú anh chị. Mấy cây này là chơi ngay Tết hết luôn. Yeah. Đó. Rồi. 900 thôi chị ha. Dạ. Quá dễ chơi luôn. Rồi em đổi cây luôn. Em sang mã 10Y với cô chú anh chị. Cũng là một cây khế luôn cô chú anh chị. Rồi thì khế chua em ghép với khế nhật. Cái gốc này nó to hơn nè. Cái đường thân cái gọng nó duyên dáng nha cô chú anh chị. Rồi, rồi để em đo thông số cho mình rõ ha.
Cây có chiều cao lên đây là được 63 cô chú anh chị. Còn cái tán dài ha là được 57 nha. Rồi em đo cái vành thân ở đây đi là được 23 nè. Cái phần củ đế là được 49 đó cô chú anh chị. Đó, mã này là mã 10Y ha. Đó, thì cũng ghép bo khế nhật cho mình, cũng là khế chu em ghép bo khế nhật ha. Rồi cây này em giao lưu với mình với giá 950. Cô chú anh chị mua một cặp thì em sẽ bớt lại cho mình 100.000, mà mua hết 2 cây, 2 3 cây chứ, em sẽ bớt cho cô chú anh chị 200.000 ha. Em ship toàn quốc. Chậu thì em ship luôn cho mình nha cô chú anh chị. Mấy cây khế này là về cô chú anh chị chơi ngay Tết luôn, nó đang có hoa hết ha. Dạ. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã 11Y. 11Y em còn một cây linh sam siêu bông nè cô chú anh chị. Đó, cái này lá già về cô chú anh chị lặt lá làm qua Tết được hết rồi ha. Đó, linh sam siêu bông hoa màu tím, khi mà nó nở rộ nó có mùi hương nhẹ ha. Cây có chiều cao lên đây là được 52. Cái tán dài của cây á, từ đây qua đây là được 67 nha cô chú anh chị. Cây già lắm cô chú anh chị ơi. Rồi, hoành thân ở đây là được 16 ha. Cây có phần đế ở đây nè. Rồi, phần đế được 39 đó cô chú anh chị. Tay cành ấm mịn hết trơn, cốt cành lớn luôn. Về cái nào khuyết quá tháo dây ra giúp em nha. Đường thân lắc lượng rất là viên, cốt lớn nè. Linh sam siêu hoa ha. Mã này mã 11Y. Cây linh sam này em giao lưu với mình với giá 1.100.000 đó cô chú anh chị. 1.100.000. Đó, chậu này là chậu xi măng, em sẽ rút chậu bó bầu. À, lá này là già rồi, về cô chú anh chị canh canh gần Tết ha, mình lặt hoa lá đi để mình làm hoa giúp em ha, tầm tuần lễ là nó có hoa. Đó. Dạ. Rồi, rồi em đổi cây luôn. Tiếp theo là mã 12Y. 12Y em có một cây trào phúc kiến cô chú anh chị. Cây nó đang có trái rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi, trào phúc kiến ha. Đó, thì hay còn gọi là cây bùm sụm á. Cái lượng trái trên cây nhiều lắm, y như sâm trái vậy luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 40. Cái tán dài cô chú anh chị là được 49. Rồi cây này được nuôi tai, tai tai riêng hết đó cô chú anh chị. Em đo ngay cái cục lớn ngay chỗ này rồi em báo thông số nghe cô chú anh chị là được 37 ha. Đây, thì cái này là nó có giống như ba cái thân cắm xuống trên đây nè. Đó, ba cây cụm lại lên hòn núi cao là cây này nè cô chú anh chị. Nè, một thân, hai thân, ba thân ha. Trên đó nó xù gan cục vậy đó chị ha. Dạ, nhìn cái gốc cây này nó rất là quái luôn. Thì đây nè, nó có một cái khuyết điểm là nó có cái lũa trong đây nè cô chú anh chị. Đó, nhưng mà nó đã xăm cứng hết rồi ha. Đó, nó có lũa trong đây nè. Rồi, tai cành là đẹp luôn nè, nuôi tai tai. Thì mã 12Y, cây trà phúc kiến này em giao lưu với mình với giá 900.000 của cô chú anh chị. 900. Em ship toàn quốc, cây nó thuần chậu rồi, khi ship em sẽ rút chậu bó bầu nghe. Cây này có cái độ quái á, về cô chú anh chị trang trí tiểu cảnh rồi vô ha. Đó, ba thân chụm lại lên một cái cục ở đây rồi tai cành ấm mịn hết. Trái rất là nhiều luôn, giá 900 ạ. Dạ, rồi. Rồi em đổi cây luôn cô chú anh chị. Em sang mã 13Y ha. 13Y em có xăm trái xù của cô chú anh chị. Thì em đã vô chậu hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi, về mình để gì, mình chăm nước giúp em thôi. Rồi nó sẽ có trái nha, có trái mình chơi ha. Xăm trái xù. Cây có chiều cao lên đây là 28. Rồi cái tán dài cô chú anh chị là được 48 nè. Đó, cây này chứ điểm 3 lần dây hết rồi đó cô chú anh chị. Rồi cái hoành thân em đo ngay chỗ lớn nha cô chú anh chị. Em đo vô nó dính mấy cục xù này nghe là được 19 ha. Đó, đo ngay chỗ lớn là được 19 nè. Cô chú anh chị tham khảo nha. Liền lạc không có một lũa gì hết. Thân thì chỗ nào có thẹo là chỗ đó xù nhiều. Rồi mã này là mã 13Y ha. Cái này em giao lưu với mình 900. À, cả cây lẫn chậu luôn nha cô chú anh chị. Đó, chậu này là chậu đẹp nha. Em ship luôn cho mình. Về cứ để gì chăm nước giúp em thôi. 900.000. Dạ, cả cây lẫn chậu luôn. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo mã 14Y nha cô chú anh chị. Cũng là một cây sâm trái xù luôn. Đó, như cây này thì giá cũng 900 luôn đó cô chú anh chị. Chậu này rất là đẹp nè cô chú anh chị. Chậu đắp nổi ha. Đó. Rồi cây cũng đẹp luôn. Em xin phép đo thông số trước đi. Cây có chiều cao lên đây là được 26. Cái tán dài cô chú anh chị là được 47 ha. Cô chú anh chị mua một cặp em bớt cho mình 100.000 nữa nha cô chú anh chị. Cặp sâm trái này rất là đẹp luôn. Rồi hoành thân này em đo ngay cũng ngay chỗ lớn, ngay chỗ này là được 19 ha. Thì cây này nó cũng có đế luôn nè cô chú anh chị là được 33. Nè, đường thân lắc lượng duyên dáng hết. Mấy cây này nó đang ra lọc non, nó đang đâm chẹo cô chú anh chị. Về nhà mình là ngay Tết này nè. Cô chú anh chị tham khảo, nó đang đâm chẹo rất là nhiều nha. Rồi 14Y ha. Thì cây này giá cũng 900 luôn cô chú anh chị. Đó, 900 em ship cả chậu cho cô chú anh chị. Mỗi một cặp em sẽ bớt lại cho cô chú anh chị 100.000 luôn ha. Đó. Dạ. Bao ship luôn. Giá rất là dễ thương rồi cô chú anh chị. Rồi. Tiếp tục với bạn. Rồi tiếp là em lên mã 15Y. 15Y thì em có mai chiếu hỷ trung nu. Mà những cây mai chiếu hỷ này em cũng đã ép chậu cho mình rồi. Về cứ để gì chăm nước cho em thôi. À, cây có chiều cao lên đây là được 19 đó cô chú anh chị.
có tán dài là được 33 ha. Rồi cái phần em đo sát được củ đế dưới đây là được 22 nha. Em đo ngay cái cổ ở đây đi là được 16 nè. Mã 15 mi ha. Cây mai chú hỷ trung nu này em giao lưu với mình với giá là 650 á cô chú anh chị. 650. 650 thôi chị ha. Dạ cây đẹp lắm cô chú anh chị. 650 nè. Nó tàn ấm mịn hết trơn rồi. Ép cả chậu cho cô chú, ship cả chậu nha. Đã vô chậu hoàn thiện rồi. Thì cây này em mới ép chậu cho cô chú anh chị tầm khoảng tuần lễ nay thôi. Nhưng mà mai chú hỷ là cô chú anh chị yên tâm mà chậm ha. Về cứ chăm nước, để gì chăm nước giúp em là được rồi. Rồi 650 ngàn á. Dạ. Rồi em xuống cây. Rồi. Nè bưng xuống đi. Để qua đây nè Thành, đừng có ấy nữa em. Để cây nhỏ qua đây quay cho nó nhanh. Rồi tiếp theo là mã 16 đi với cô chú anh chị. Thì cũng là một cây mai chiếu hỷ trung nu luôn ha. Đó. Thì cây này giá cũng 650 luôn. Bây giờ cô chú anh chị mua một cặp đi, em tính là bớt cho cô chú anh chị 100 ngàn luôn á. Là giá rất là hữu nghị rồi nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 22, có tán dài là được 35 ha. Đó, rồi cái hoành thân ở đây là được 17 nè. Đó, đã vô chậu hoàn thiện luôn rồi. Nó tàn thì cũng ấm mịn luôn. 650 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi ship cả chậu luôn nè. Cái chậu này cũng hết 100 ngàn rồi cô chú anh chị, rồi tiền ship nữa. Đó. Rồi 16 đi ha. 650 ngàn. Mai chiếu hỷ trung nu á. Trung nu nè, tại cành 1, cành 2, cành phong, cành chót gì dán nè. Cái này đen đen là nó dạ đóng cầm ghiêu của cô chú anh chị, chứ không có một lũa gì hết ha. Đó. Rồi em xuống cây luôn. Tiếp theo thì em lên mã 17 y. 17 y em có cái này là linh sam hạt gạo. Ủa lộn, linh sam 86 cô chú anh chị. Cái này là linh sam 86 ha. Em đo thông số à. Cây có chiều cao lên đây là được 36, có cái tán dài là được 39. Rồi cái hoành thân em đo ngay chỗ này là được 12 nè. Cái này về cô chú anh chị muốn làm hoa lặt lá hết giúp em đi ha. Thì em ship ra tầm khoảng 4 ngày thì nó cũng có thể vàng rụng lá, giống như một cái cây nó không còn sự sống nha. Nhưng mà nó khỏe mạnh bình thường nha cô chú anh chị. Linh sam 86 lá nhỏ như thế này đây là nó hay bị vàng như thế. Nhưng mà em bao sống cho cô chú anh chị nên mình yên tâm nha. Rồi mã 17 y ha. Linh sam này em giao lưu với mình giá 600. Em ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Cây không còn kẽm nữa, sạch kẽm. Tàn là nó đã ấm mịn hết trơn rồi. Rồi em xin phép xuống cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã 18 y. Cũng là một cây linh sam luôn. Thì bữa nay em bán đồng giá luôn. Cây này cũng giá 600. Đó, rồi em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 39 nè. Có cái tán dài là được 43. Cây này là đẹp nghe cô chú anh chị. Đó. Cái hoành thân em đo ngay chỗ này là được 12 cô chú anh chị. Đo sát ở dưới đây đi được 18 nha. Ở mấy cây này là đặc biệt là nó không còn kẽm ha. Thì còn một hai cọng đây nè. Thì sát ở trong đây thì cô chú chị về không thích thì cứ việc tháo ra thôi. Đó, là cốt cành nó lớn hết trơn luôn rồi. Yeah. Tàn ấm mịn lắm. Rồi, mã 18 y cũng giá 600 luôn. Mua một cặp đi em cũng bớt cho cô chú chị 100 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Yeah, đó, mã 18 y ha. Rồi, em xin phép xuống cây luôn. Dạ, tiếp theo là mã 19 y. Cũng là một cây linh sam 86 luôn. Cây nào cũng nhìn cũng duyên hết trơn. Mấy cây này được sửa thân ha, nuôi nó hoàn thiện hết trơn rồi. Về chứ để gì mà chăm nước thôi ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 40. Có tán dài của cô chú anh chị là được 38 ha. Cái hoành thân ngay chỗ này là được 16 á, cây này to cô chú anh chị. Nè, đường thân duyên dáng lắc lượng luôn. Mã 19 đi ha. Cây này là 650.000, 650.000 nghe cô chú anh chị. Ủa hồi nãy em nói em bán đồng giá vậy là 600 luôn rồi cô chú anh chị ơi. 600 luôn ha. Rồi thì mua một cặp em sẽ bớt lại cho mình 100 ngàn nha. Cây này to đẹp nha, có đế luôn á cô chú anh chị. Thì cũng là 600 luôn. Đó. Rồi mua một cặp em bớt cho mình 100 ngàn. Cốt lớn nha cô chú anh chị. Cốt lớn ha. Nó cây không còn kẽm nữa. Nó linh sam 86, cây riêng không có ghép. Rồi thì đây là mã cuối clip của Bonsai Huy Hoàng nhà em hôm nay ha. Em chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra xem clip nhà em ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây trong clip sắp tới ha. Em xin chào ạ. À. Dạ rồi, em chào chị luôn. Con cũng kính chào quý cô chú, chúc quý cô chú ngày mới nhiều sức khỏe ha. Mình xem kênh, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật theo dõi những clip mới. Con xin chào, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.